Thôi cà nào bữa nay ngon hết sức ngon rồi. Mình trái như chưa có thuộc bự hung quá vậy. Để mình coi coi. Ê à. Ham tới trời. Tự nhiên cái đi làm thằng gạo này chi ham đụng được trái cà na luôn. Mọc thì mọc chứ xích vô đây nè, mọc tuốt ngoài đó là sao hái. Tình chứ. Em hái cà na. Hái cà na hả? Hái cà na ăn. Ủa sao? Thèm quá à. Sao đứng giấu gì đó hả? Sao không leo cây hái? Không có leo qua được. Mày dướng thằng gào hả? Leo qua đây nè, leo qua cái chuối này nè. Leo qua cái chuối chân nhớt là sao hái? Tào lao. Anh nằm rồi, chị dưới đây đã tụt xuống rồi, em leo qua đó. Đừng có tào lao quá. Nè, ở đây gần nè, anh hái giùm em đi, em hái không tới nè. Trời ơi, cà na này cái gì không hái tới. Em hái không tới. Ủa. Wow. Không, hình như trái đó nhỏ quá à, ăn nó đắng lắm. Tại vì ăn thử coi ngon không? Cà na trái bự bự rồi to to không á. Đắng. Đắng hả? Ôi, này còn nhỏ mà hái chị. Ê, còn nhỏ mà, em chỉ lôi vô em coi thử thôi. Chứ ai nhờ anh hái thiệt. À, một bên đó. Chị em có nhà không? Nói anh đi ngang không thấy hả? Không, đi đâu mất tiêu mà không thấy. Chắc chị đi lại hàng xóm mượn đồ cái gì á, may đồ gì á. Vậy hả? Đem qua nhà bà Sáu sửa đồ á. Anh đi sửa đồ nhà bà Sáu. À, anh gặp chị em anh sợ quá hả? Có gì đâu sợ, chị em như chị anh có gì đâu sợ. Anh quen em thì anh phải chịu chứ sau này có anh cũng kêu bằng chị à. Đi qua mấy lần trước bà gặp bà thấy cái mút bà làm ghê lắm. Tại anh sao chứ mới thấy quá chứ mấy thằng kia lại. Bữa nay anh qua có cái gì công chuyện bí mật muốn thổ lộ với em nè. Chuyện gì anh nói đi. Mà anh sợ chị em nói nghe được. Thôi mình kiếm chỗ nào rồi cho nó kín đáo đi. Chỗ nào kín mới được hả? Ừ. À, ở đâu? Được không? À, anh muốn thổ lộ chân tình với em mà nói thời gian ít quá nó không có đủ. Thì em cũng có chuyện để nói với anh. Chứ anh lại mấy lần trước rồi cái em thấy em không anh chưa có nói được gì hết trơn cái anh đi về rồi có chị em ra rồi không có cho anh ở đây cho nên ê chết chị em vậy chị sao ra chị anh vậy có gì mười hai giờ chưa chỗ gấp ớt ớt gấp ớt mười hai giờ chưa ớt cay lội con mắt luôn rồi trời hết chỗ hẹn rồi ở đây sao kêu hoài không lên tiếng vậy. Bắt cơm chưa? Không nghe, tại không nghe thôi. Cơm hả? Chị đi, chị dặn hồi sớm là bắt cơm rồi, bắt cơm chưa? Chưa nữa quên. Ủa? Mà hồi nãy tôi thấy ai đi vô nhà mình đó. Có ai đâu. Mới đi ngăn mặt chị nè. Đâu có ai đâu. Sao giống với thằng Thanh con của bà Tư quá à? Ôi, tào lao quá, tao đi gấp tiền điện đó. Thanh là thằng nào? Rồi giống ngừ thôi, hồi em đi bắt cơm nè, bà đó nghe em đi nấu cơm đó nha. Mới này tới tháng gấp tiền điện nữa hả ta? Nhớ mới đóng đây mà. Ôi, sao lôi trong kẹt trong hốc này trong này gì hả? Vô đây nó kính. Ôi, ơi. Ớt không à. Cái lửa nó cắn em rồi sao? Ai, không có kiến đâu. Chỗ này mình hẹn hò hoài mà kiến cái gì? Kiến rồi quá. Không lỏng rồi nè. Ôi, mà anh hẹn em đi vô đấy mấy lần rồi nhưng mà anh không có làm gì hết trơn á. Làm cái gì thì anh cũng tính làm em mà ngặt nghẽ nó không có thời gian thì làm chuyện người lớn làm chứ làm cái gì bây giờ. Làm chuyện người lớn hả? Ừ, chuyện người lớn là chuyện người lớn là chuyện gì ta? Chuyện người lớn là chuyện cho anh học lại lớp 1 đó để anh thuê anh dốt chữ hay sao. Là mình đếm số á, mình đếm chữ á. Đếm số đánh vàng rồi đó hả? Mà
mà anh không có làm gì hết trơn, em thấy em bực bội, em bức rứt, em khó chịu quá à. Làm gì hết trơn, em thấy em bực bội, em bức rứt, em khó chịu quá à. Nhà em nó khó chịu và khó quá nên anh không có dám lại gần quá, biết cái ha là anh muốn thúng ra ngoài luôn chứ. Cái chuyện thì ghê quá à. Mà tại vì anh sao chứ mấy thằng kia nó lại có sao đâu à. Chết mẹ sao đi khui ra chi chạy. Nói gì anh? Không có. Thế là nói là mấy anh kia đi lại kiếm chị em cũng đâu có sao đâu. À vậy hả? Mà thôi em ăn ớt không? Anh bẻ cho con trái nè. Anh tào lao quá, anh khùng quá à. Thôi anh tặng em chết. Khùng quá anh để dành anh ăn đi. Thôi anh chín đó chín nè. Không có em ăn thêm trái nữa đi. Em mắc hứng gì trời. Thôi sao em nói thiệt nha, sao từ trước giờ anh không lấy thứ quý giá nhất của đời con gái em đi. Đợi con gái em cái thứ quý giá nhất anh cũng muốn thố lộ lắm nhưng mà anh không có dám. Sao không dám? Em đợi chờ có nhiêu đó, anh gặp mặt em mấy lần rồi. Em muốn trao cái thứ quý giá nhất của em cho anh mà anh cứ lãng lãng làm sao, cho nên là em không mở lời được. Thôi mấy bây giờ anh ngại quá, anh không có dám thổ lộ, anh thấy nó kỳ quá chứ, sợ em từ chối nữa rồi anh cũng không biết đường sao mà. Em từ chối cái anh quê mất công. Không có sao đâu, tôi coi có ai không. Không có ai đâu, không có ai hết đó. Thôi mấy anh lấy thứ quý giá nhất của em đi. Vậy là em cho anh hả? Em cho anh luôn đó. Rồi. Cho anh hả? Em cho anh đó. Anh lấy thứ quý giá nhất của em đi anh. Vậy hả? Anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại hả? Nhắm mắt lại đi. Ôi. Từ anh lâu quá rồi đó giờ. Nhanh đi anh ơi. Từ em ơi. Rồi đó. Em cái này được 5 chỉ không em? Ủa cái gì 5 chỉ? Này được 5 chỉ không? Em dây chuyền. Cái thứ quý giá nhất của em nè. Trời ơi. Là anh nói cái này hả? Được 5 chỉ không em? Cái cọng kiền này là nó quý giá nhất của em đó hả? Trời ơi. Phải rồi, trên người em có cái này là quý giá nhất của em, chứ có cái gì nữa đâu. Trời ơi, trời, em nói cái kia kìa. Đồ nhát gan. Chết ai luôn đi. Ngu quá trời ngu rồi.